kinh nghĩa mà. Quýnh trúng luôn rồi, tôi coi nè. Đó. Tôi nói gì vậy? Đó, trúng rồi, thấy chưa? Mẹo tôi bị ớ nhái vậy? Con mẹ gì vậy? Nó từng nói gì ta? Sạm nghe. Ý. Tôi quýnh mấy sạm đi cho mình sạm mấy. Thôi tới hả? Năm túng một. Ok, chúc quay phim lại. Chặt lại tay quá. Chú như diện chúc cô que lại hả? Đây quá được cái này. Đây lộn. Hụt đâu rồi. Đi lộn nó quá đâu. Hụt đi. Đúng rồi. Quay rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Hay 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 hay. À, hay là. Yeah, hụt đi. Đi gì đâu. Anh vô cái thớt. Các bạn ngồi, các bạn ngồi lại, anh bắt được coi, chúng được. Rồi, anh mới đá. Vô buồn. Trời ơi, chúng quýnh mạnh vậy. Đó, chúng đó. Ai hết hụt nữa. Trời ơi, dễ kiếm ăn dữ vậy. Kỳ ra, má, mỗi lần cú á, cái đã bảnh đi seri. Kỳ ra, cậu đó. Nó bị như vậy thôi chứ bảnh đủ quýnh túng đi gỡ được thôi chứ. Tao nói gì đâu, tao nói má mỗi lần cú bảnh có seri rồi chứ ai nói gì đâu. Để nó đi quýnh hụt vậy thì bảnh gỡ được quýnh hay chứ. Mấy trời đạn cũng dữ lắm rồi, chúng cũng chịu thôi chứ sao gỡ quá nhỉ. Mày ngộ quá, bảnh vậy cái lên seri đi. Trời đạn cũng hết cức thôi chứ đồ gì nữa. Vậy. Nổi ăn cơm còn hay chưa hư. Hay đi hụt phấn. Vàng gắn 1-0. Ê đúng chứ, điểm mình không là sao nhảy cấp mình mày. Nó chắc phải chứ mà có lợi hả? Má, vậy thôi, vậy mà bố nó có từ xỉn, vậy nó xỉn tướng chúng ta. Nó xỉn tướng chúng ta. Em đi xuống, chính vậy.